Is it on? The micro is on. The camera is running. The lights are shining correctly. So on the left and on the right. So all is set. So let's wait. No time. Let's get started. Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số tin tức nóng hổi trong thời gian vừa qua, tính từ cái trận đua Le Mans ở nước Pháp vào ngày 16 tháng 5 cho đến bây giờ. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có một cái trận đua được dự đoán là cực kỳ gay cấn, cực kỳ hấp dẫn, phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Đó là cái trận đua ở Mugello, nước Ý. Trường đua Mugello thì quá nổi tiếng rồi. Trường đua của tốc độ, và trường đua Mugello là nơi mà tất cả các chiếc xe đều có cái cơ hội giành chiến thắng như nhau. Từ cái đoạn đường thẳng là thế mạnh của Ducati, từ những cái khúc cua mượt mà hoa bay bướm lượn cho những cái chiếc xe thiên về cái chuyện ôm cua, chẳng hạn như là GSX RR hay là M1. Tất cả mọi thứ đều chờ đón cho cái trận đua ở Mugello, một cái trận đua mà các cái tay đua của Ducati muốn thiết lập lên những cái thành tích để mang về cho đội nhà. Tại vì cái trận đua này được xem là cái trận đua sân nhà của Ducati, và họ có một cái niềm tự hào, một cái lòng tự tôn, một cái khát khao rất là lớn ở cái trận đua này. Nhưng đó là câu chuyện của ít ngày nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính là những cái tin tức nóng hổi của MotoGP trong cái thời gian gần đây. Vâng, thưa các bạn, tin tức đầu tiên mà mình muốn mang tới cho tất cả mọi người đó chính là Dovizioso và Andrea Dovizioso và Aprilia sẽ tiếp tục cái mối lương duyên ở mùa giải này. Và Dovizioso sẽ tiếp tục có những cái buổi chạy thử, gọi là buổi test đó các bạn, cho chiếc cho Aprilia với chiếc RS GP trong mùa giải này. Thì các bạn cũng biết rồi, cái buổi test đầu tiên ở giữa Dovizioso và Aprilia là diễn ra ở cái trường đua Jerez vào hồi tháng 4 á, hồi giữa tháng 4 á. Đến cách đây khoảng 1-2 tuần á, thì như là tuần trước trước cái Le Mans á, là Dovi test chiếc RSGP ở trường đua Mugello, nhưng mà ngày hôm đó thì trời mưa cho nên là Dovi cũng không có đẩy chiếc RSGP đến cái giới hạn của nó. Và nhận thấy là những cái phản hồi của Dovizioso rất là tốt, cho nên là giới lãnh đạo của Aprilia và Dovizioso lại tiếp tục cái mối quan hệ này, và Dovi cũng tìm cách để mà quay trở lại với MotoGP vào năm 2022. Tại vì cầm lái một chiếc GP nó hoàn toàn khác với cầm lái một chiếc xe thương mại, và không có cái cơ hội nào tuyệt vời hơn ở mùa giải này khi mà Dovizioso cầm lái chiếc RSGP của Aprilia. Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6, tức là một tháng nữa các bạn, một tháng nữa thì RSGP và Dovizioso sẽ cùng nhau tung tăng trên đường đua Misano của nước Ý. Hiện tại thì chiếc đội đua Aprilia các bạn cũng biết rồi, có những cái thành tích khá là vượt bậc so với mùa giải trước, nhưng mà ở cái trận Le Mans á, là một cái thảm họa của Aprilia, khi mà cái bóng ma về cái gọi là reliability á, là cái độ bền hay là cái sức chịu đựng của cái cục máy á, lại quay trở về khi mà hai chiếc xe đều gặp những cái vấn đề kỹ thuật. Hình như có một chiếc xe của Salvadori là bị bốc khói hay sao á, thì còn rất là nhiều việc để Aprilia làm để mà cải thiện chiếc RSGP và thuyết phục được là Dovi có thể làm nên cơm nên cháo khi mà cầm lái chiếc RSGP ở mùa giải năm 2022, nếu mà tay đua kỳ cựu người Italia muốn tiếp tục thi đấu ở MotoGP. Thì chúng ta sẽ chờ xem những cái buổi test tiếp theo sẽ là như thế nào, và cái dự định của Dovi quay trở lại mùa giải 2020 với Aprilia có trở nên rõ rệt hay không, thì chúng ta cần thời gian để trả lời ha. Time will tell. Rồi, đó là cái tin tức đầu tiên. Cái tin tức thứ hai mà mình muốn mang đến cho các bạn đó chính là
cũng liên quan đến những người Ý và đội đua của Ý, đó chính là Michele Pirro sẽ thay thế cho Jorge Martin ở chặng đua Italian GP, tức là chặng đua vào cuối tuần này đó các bạn. Thì Jorge Martin á, tay đua đã gặp một cái chấn thương rất là khủng khiếp ở trường đua Portimao đó. Thì Jorge Martin phải trải qua rất là nhiều cái buổi kiểm tra y tế và những cái cuộc phẫu thuật. Và ngày thứ năm tuần trước á, thì Martin phải làm những cái xét nghiệm, rồi phải kiểm tra lâm sàng, rồi tất cả những cái tí đó. Thì các bác sĩ là khuyên là, mà không phải là khuyên luôn, mà phải nói là không cho Jorge Martin tham dự cái chặng Italia GP. Tại vì cái tình hình mặc dù là Jorge Martin đang hồi phục rất là tốt, nhưng mà thực sự là tham dự cái chặng Italia là quá sớm, cho nên là Michele Pirro sẽ thế chỗ của Jorge Martin cho cái chặng thứ 6 mùa giải năm nay. Và các bạn cũng biết rồi, mình nhớ là vào năm 2019 thì Michele Pirro gặp một cái chấn thương rất nặng ở Mugello, hình như là gãy cái cánh tay luôn các bạn, lăn lộn mấy vòng luôn á. Thì bây giờ thì Michele Pirro lại có một cái cơ hội để mà thi đấu thay thế cho một cái tay đua khác. Và năm 2019 là thi đấu với tư cách là tay đua đặc cách, và năm nay thì Michele Pirro lại thay thế cho Jorge Martin. Jorge Martin được mong đợi là nếu mà mọi chuyện xuôi chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió, thì Jorge Martin sẽ trở lại ở chặng Catalunya GP. Rồi chúng ta sẽ chờ xem là Michele Pirro sẽ thi đấu như thế nào, và chúng ta cầu chúc những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Jorge Martin. Đó là tin thứ hai. Và tin thứ ba cũng liên quan đến cái chuyện bệnh viện và chấn thương. Thì Alex Espargaró đã phẫu thuật thành công cái gọi là am pump đó, cái tay nó sưng phù lên và cần phải phẫu thuật để mà giảm đi cái sức ép của cái tay khi mà các cái tay đua thi đấu ở GP. Các bạn cũng biết rồi, hiện tượng am pump là một cái hiện tượng mà không ai giống ai cả. Có những người thì không bao giờ gặp phải cái chuyện này, nhưng mà có những người lại rất hay bị, chẳng hạn như là Cam Crutchlow nè, rồi cái ca nổi tiếng nhất có lẽ là của Fabio Quartararo này, đã phẫu thuật rồi nhưng lại bị lại. Và Alex Espargaró hình như là mình nhớ là cũng có trải qua một cái cuộc phẫu thuật rồi. Thì các bạn thấy cái hình ở đây thì Alex Espargaró đang nằm trên giường bệnh và rất là hào hứng, khi rất là vui vẻ, rất là thoải mái khi mà đã trải qua cái ca phẫu thuật thành công. Và chúng ta sẽ đón chờ Alex Espargaró trở lại ở chặng Mugello vào cuối tuần này.